giáo xứ chúng con từ khi thành lập đến nay luôn tồn tại và phát triển. 325 năm với đức tin vĩnh cửu, giáo xứ Bến Gỗ đã, đang và mãi mãi là nơi giao kết tình Chúa và tình người. Và sau đây chúng con không biết nói gì hơn, xin mượn bài thánh ca Dân Chúa Tạ Ơn sáng tác Thế Thông để dâng lên Ngài tâm tình này được thể hiện bởi cộng đoàn giáo xứ và tất cả các ca sĩ có mặt trong ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay quý vị ơi! Nào cộng đoàn chúng ta cùng giơ tay lên nào. Cuộc đời
tại và phát triển. 325 năm với đức tin vĩnh cửu, giáo xứ Bến Gỗ đã, đang và mãi mãi là nơi giao kết tình Chúa và tình người. Và vừa rồi chúng ta được thưởng thức một tiết mục Danh Chúa Tạ Ơn Sáng Tác Thế Thông với tất cả các bạn trong ca đoàn giáo xứ và tất cả ca sĩ có mặt trong ngày hôm nay. Chúng ta cho một tràng pháo tay được không ạ?